vào khoảng 13 giờ ngày 16 tháng 4 hạt kiểm lâm huyện Vĩnh cửu phối hợp với hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai tổ chức tuần tra đột xuất tại tiểu khu 36 khu vực vùng lõi phân bố nhiều cây ươi thuộc địa bàn trạm kiểm lâm Đa Kinh trong quá trình tuần tra lực lượng kiểm lâm đã phát hiện một láng trại được dựng dưới lòng suối khô nhưng vẫn người vì vậy lực lượng kiểm lâm quyết định mật phục để chờ người dân trở về để kiểm tra chiều tối cùng ngày tám người dân đi hái ươi trong rừng lần lượt trở về láng trại lúc này lực lượng kiểm lâm đã ập đến khống chế tịch thu các phương tiện mà người dân dùng để đi rừng hay ươi đồng thời mời về trụ sở trạm kiểm lâm đa kinh để làm việc qua làm việc 8 người dân gồm 6 người ngụ xã phú lý huyện vĩnh cửu một người ngụ xã thanh sơn huyện định quán và một người ngụ huyện đồng phú tỉnh bình phước những người dân này cho biết họ đi từ tỉnh bình phước qua sông mã đà để vào rừng với mục đích thu lượm ươi bay người dân cũng thừa nhận việc vào rừng thu hái ươi là vi phạm pháp luật và cam kết sẽ không tái phạm theo hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu, hiện cây ươi đang đồng loạt chín rộ nên tình trạng người dân xâm nhập vào rừng trái phép ngày càng nhiều. Do vậy, hạt tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tăng cường lực lượng tuần tra, chốt trực 24 trên 24 giờ nhằm ngăn chặn người dân ra vào rừng cũng như giảm thiểu tác động vào cây ươi.